Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 năm 2018, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tương đối ổn định. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt gần 8.000 tỷ đồng. Trong tháng 10, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thương mại, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá, góp phần đáng kể trong việc bình ổn giá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các ngành dịch vụ có bước phát triển khá, một số lĩnh vực có khởi sắc. Theo nhận định của Sở Công Thương, hoạt động bán lẻ hàng hóa, kinh doanh dịch vụ trong 2 tháng cuối năm tiếp tục được cải thiện do sức mua và tiêu dùng tăng mạnh. Bên cạnh đó, công tác quản lý về thương mại và chính sách bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu được các cấp các ngành triển khai sẽ góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng. Tính đến hết tháng 10 năm 2018, dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nộp thuế 1.400 tỷ đồng và dự kiến trong năm 2018, dự án này sẽ đóng góp khoảng 1.900 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Từ ngày 1 tháng 5 vừa qua, dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xuất xưởng lô sản phẩm xăng A92 đầu tiên sau gần 5 năm xây dựng. Sau đó, nhiều sản phẩm khác lần lượt được xuất xưởng thành công như khí hóa lỏng LPG, xăng A95, dầu diesel, dầu hỏa, nhiên liệu phản lực. Công suất giai đoạn 1 của dự án là 200.000 thùng dầu thô một ngày, tương đương 10 triệu tấn dầu thô một năm. Tính đến cuối tháng 10 năm 2018, dự án đã sản xuất được gần 2 triệu tấn sản phẩm. Từ ngày 6 tháng 10, thông tư 25 năm 2018 của Bộ Công Thương về thực hiện giá bán điện đã có hiệu lực. Theo đó, người thuê nhà sẽ không phải đóng tiền điện với giá cao gấp 2 đến 4 lần giá điện bán lẻ như trước đây. Tuy nhiên, cho đến nay thì nhiều người, cả chủ nhà trọ và người thuê nhà vẫn chưa nắm rõ các quy định mới. Giá tiền điện hiện nay theo như tôi thấy 3.500 một trên một số là cao. Thế bạn có được chính quyền địa phương hay là chủ nhà trọ hay là các cái đơn vị chức năng đến tuyên truyền về cái việc mình sẽ được từ ngày 26 tháng 10 là mình sẽ được tính mức giá điện mới chưa? Ngày thì chưa nghe qua. Tôi hiện nay là không phải tài phòng nhưng mà gia đình tôi thì và cũng chưa được là chính quyền rồi cái ngành điện. Mới gần nhất là mới cái ngày đây 21 tháng 10 thu tiền điện nhưng cũng chưa được các ngành điện tuyên truyền về cái áp dụng theo cái giá điện mới. Từ đầu tháng 10 năm 2018, Sở Công Thương Thanh Hóa đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Thanh Hóa, các tổ chức quản lý kinh doanh điện nông thôn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện thông tư 25, trong đó có việc tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các chủ nhà trọ thực hiện đúng các quy định mới về giá điện bán lẻ. Tuy nhiên, dường như công tác tuyên truyền vẫn chưa được thực hiện đến nơi đến chốn. Việc không nắm vững các nội dung của thông tư 25 sẽ khiến nhiều chủ nhà cho thuê trọ vẫn vi phạm quy định về giá bán điện và người thuê trọ phải chịu tiền điện giá cao mà không biết tự đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu bác sĩ là những nguyên nhân khiến cho nhiều trạm y tế trên địa bàn huyện Nông Cống gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hiện nay, huyện Nông Cống còn 10 trong tổng số 32 trạm y tế chưa đạt chuẩn quốc gia. Hầu hết các trạm y tế này đều có cơ sở vật chất xuống cấp. Đáng chú ý là có tới 7 y tế hiện không có bác sĩ, trong đó có cả trạm y tế đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Do không có bác sĩ nên các trạm y tế này cũng không được trang cấp các thiết bị phục vụ chẩn đoán cận lâm sàng như siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu. Hiện tại là xã chưa có bác sĩ, cho nên là một số cái dịch vụ kỹ thuật và cái thuốc men theo quy định phân cấp của Bộ Y tế thì nó bị hạn chế đi tương đối nhiều. Cái này thực tế nó sẽ gây cái ảnh hưởng đến cái quyền lợi cũng như là cái sự chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Được biết, tình trạng trên không chỉ xảy ra ở huyện Nông Cống mà ở nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng gặp phải những khó khăn tương tự. Ngành y tế đã đề ra mục tiêu mọi người dân đều được quản lý chăm sóc sức khỏe, được đảm bảo bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Thế nhưng mục tiêu này khó đạt được khi mà công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân chưa được đảm bảo vì những khó khăn thiếu thốn của các trạm y tế xã. Hiện nay tại xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tình trạng người dân tự ý tăng số lồng cá tại vụng Ngọc gấp nhiều lần so với mật độ quy hoạch đang khiến cho hiệu quả của nghề nuôi cá lồng bị giảm sút nghiêm trọng. Vụng Ngọc, xã đảo Nghi Sơn có diện tích hơn 11 ha mặt nước. Khu vực này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy hoạch vùng nuôi cá lồng với 250 lồng nuôi.
Tuy nhiên hiện tại, ở xã Nghi Sơn, số lồng nuôi cá lên đến 1.290 lồng, cao gấp 5 lần so với quy hoạch cho phép. Mật độ cá nuôi cũng cao hơn gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, do toàn bộ nguồn nước thải sinh hoạt của gần 10.000 người dân xã Nghi Sơn đều xả trực tiếp ra vụ ngọt, nên nguồn nước ở đây bị ô nhiễm, dẫn đến tình trạng cá hay bị chết. Đây là những nguyên nhân khiến đến thời điểm thu hoạch, số lượng cá bị hao hụt khoảng 70%. Bình quân là một tấn cá thì phải có khoảng 60 kg thức ăn, nghĩa là 6% hàng ngày cho xuống. Cho nên là với cái lượng nuôi mà vượt lên thì đương nhiên là cái lượng thức ăn dư ra thì sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường nuôi, chưa kể là các cái tác động về các yếu tố môi trường và các cái điều kiện khác nó gây nên nữa. Để giải quyết tình trạng nuôi cá lồng tự phát vượt quy hoạch tại xã Nghi Sơn, ngoài việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền theo quy hoạch đã được phê duyệt, cần phải tính đến phương án chuyển đổi nghề cho một bộ phận hộ nuôi cá lồng để giảm tải cho vùng nuôi. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Tĩnh Gia đang truy tìm tàu đánh cá gây tai nạn trên biển gần khu vực đảo Hòn Bê làm một người tử vong. Theo đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2018, khi đang thả lưới đánh cá tại vùng biển gần đảo Hòn Bê, thuyền mùng của anh Lê Hữu Ngọc sinh năm 1973 và anh Lê Hữu Thân sinh năm 1964 cùng trú tại thôn Thống Nhất, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia bị một tàu cá khác chưa rõ số hiệu va chạm. Hậu quả làm thuyền mùng bị hư hỏng và chìm, cả hai người bị rớt xuống biển. Anh Lê Hữu Ngọc tử vong. Chiếc tàu cá gây tai nạn sau đó đã bỏ chạy. Qua điều tra, bước đầu Công an huyện Tĩnh Gia xác định tàu cá gây tai nạn bỏ chạy là loại tàu giã dài khoảng 25m, cao khoảng 5m. Mạn trái của tàu có sơn viền màu vàng, thân tàu màu xanh nhạt da trời. Gần mũi tàu có trụ cầu dùng để cẩu cá dưới nước lên, không nhìn rõ số hiệu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia đề nghị nếu ai chứng kiến hoặc nắm được thông tin liên quan đến vụ tai nạn, nhất là thông tin về tàu cá nghi liên quan đến vụ tai nạn nêu trên, thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia theo số điện thoại 02373-861-003 hoặc điều tra viên thụ lý Hoàng Văn Long số điện thoại 0977-780-198. Bản tin 18:30 xin để tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Trong tháng 10, cả nước có trên 29.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh có thể sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, các địa phương cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch và triển khai tổ chức chiến dịch phòng chống bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết trên địa bàn. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới có khoảng 2 tỷ người nhiễm siêu vi viêm gan B. Hàng năm, có khoảng 780.000 người tử vong vì biến chứng xơ gan và ung thư gan do viêm gan B. Việt Nam nằm trong vùng có tỷ lệ lây nhiễm cao, lên đến 8%. Có từ 10 đến 20% người bị viêm gan B tiến triển thành xơ gan và ung thư gan do không được điều trị kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện mình bị nhiễm siêu vi viêm gan B, người dân cần gặp bác sĩ chuyên khoa để có phác đồ điều trị phù hợp nhằm tránh nguy cơ bị xơ gan và ung thư gan. Những ngày qua, tại khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xuất hiện tình trạng cá tôm bị chết hàng loạt. Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Những ngày xảy ra cá chết, nước triều ở sông Trường Giang tràn vào ao. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã xuống hiện trường lấy mẫu nước để kiểm tra, xác định nguyên nhân. Nhà hát huyện Đan Phượng, Hà Nội nằm trong khu vực Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện với tổng mức đầu tư trên 117 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2012 và hoàn thành năm 2014. Nhà hát được xây dựng với quy mô hoành tráng, kiến trúc khá hiện đại. Công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong huyện. Tuy nhiên đến nay, nhà hát vẫn chưa được đưa vào hoạt động chính thức do không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố Đà Lạt vừa bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Dứt và Nguyễn Hoài Nam đều ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ cuối tháng 9 năm 2018, do biết được vợ của anh Khoa, phường 8, thành phố Đà Lạt đang mang thai, Nam Dứt cùng một người phụ nữ tên Thu đã bịa ra việc làm lễ giải hạn để hai mẹ con được bình an. Trong lúc làm lễ, các đối tượng đã dùng tiền âm phủ trao đổi lấy số tiền 199 triệu đồng cúng lễ và 30 triệu tiền mặt của vợ chồng anh Khoa. Ngày 22 tháng 10, anh Khoa kiểm tra lại tiền thì phát hiện đó là tiền âm phủ nên trình báo Công an thành phố Đà Lạt. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ email bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.